Ôi cả hôm nay thì rất nhiều các loa JBL Mỹ xịn cho anh em đó các bác nhá. Rất nhiều các cái loa bát rời JBL xịn cho các bác luôn. Còn 3 số 4 số các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng các bác quên điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng ạ. Để được sự kỳ vọng của rất nhiều anh em hỏi cái dòng JB xịn thì hôm nay cũng có một số các cái dòng loa zin cũng có và loa thay màng cũng có và em bán giá rất phải chăng hợp lý cho anh em luôn. Nói chung cái giá này mà bác còn không mua được nữa thì em cũng thua luôn. Bởi vì là thực sự là cái giá này em bán gần như là giá xương rồi. Thôi nhá, em còn vài đôi nên em bán rất cho anh em luôn. Và tình trạng như nào báo luôn cho các bác luôn nhá các bác nhá. Bác nào thích mã nào thì nhìn kỹ vào cái mã số của nó các bác nhá. Và tất cả cái dòng loa này, những cái dòng mà 4 số này các bác có thể làm súp thoải mái các bác nhá. Làm súp thoải mái luôn bởi vì côn toàn là côn 100 hết. Trên này là toàn là loa 4 số các bác nhá. Đấy, còn con nào 3 số mình sẽ báo luôn. Đấy. Thì cái loa J1 này, đây các bác nhìn ạ. Nói chung là em mua được cái thời điểm nào mà nó giá tốt thì em lại để cho em giá tốt, không nhá. Đây, con này là con 26G này, không nhá. Hàng xịn Mỹ luôn, không nhá. Bác nào chỉ cần nhìn cái qua cái như này là các bác biết là nó Mỹ rồi các bác nhá. Nói thế cho nó dễ hiểu, và bác nào chưa biết thì em sẽ giải thích cho các bác sau. Đấy. Thì tất cả cái loa này thì em nói luôn thì nó là thay màng rồi, không nhá, thay màng rồi. Đấy, con này là con 26G. Đấy. Thì em bán là giá 6 triệu, không nhá. Loa thay màng rồi, em nói luôn thế luôn. Còn bác nào cứ nói là bộ thay màng nó còn có hay không, bên zin không thì nó có tốt không thì em trả lời các bác là kể cả loa Mỹ nhá, cái riêng loa JB này bác nào đã từng chơi loa JB rồi, kể cả thay màng rồi, nó còn vẫn còn hay hơn loa Trung Quốc rất rất nhiều các bác nhá. Em khẳng định vào cô đấy cho nó nhanh. Đấy. Và cái những cái loa như thế này đấy. Nói là có 100 thôi nhưng lời của nó rất là sáng và nó vẫn còn ra cả chép luôn các bác luôn. Các bác có thể về trải nghiệm thực tế luôn, các bác nhá. Riêng JB đặc biệt của nó là như vậy luôn. Đấy. Và đôi này là 6 triệu, giá này chưa có tiền ship các bác nhá. Chưa có tiền ship, bác nào mua thì tự trả tiền ship thôi nhá. Em nói luôn thay màng rồi đấy. Mã J2 là cũng là loa JB. Đây các bác nhá. Cái loa JB các bác nhìn từ cái cầu và từ cái CG của nó các bác nhá. Và đây này, các bác nhìn này. Cái chỗ này này, cái chỗ trắng trắng này này. Đấy, loa xịn của nó là như vậy các bác nhá. Còn loa nhái không bao giờ có cái trắng này đâu ạ. Cái bích trắng này đâu. Đấy, con này thì là 26H. Đấy, cùng 100. Từ 220 cùng 100 hết các bác nhá. Cái dòng này vừa là chơi sum full được, vừa chơi súp được các bác nhá. Loa thay màng rồi. Đấy, em bán 6 triệu 3 cặp này. Đấy, em bao luôn. Tình trạng như nào màng mũi ngon lành cánh đào. Không gãy nát. Ngon lành. Đấy, bán gần như ra xương rồi. Đấy, nào ơi các bác đừng mà cả giúp em. Đấy. Giá lô này là thanh lý rồi các bác nhá. Tại vì thời điểm em đã ngày xưa em mua cũng cao nhưng sau này giờ em không xài nữa. Em bán luôn cho anh em luôn. 6 triệu 3 cặp này các bác nhá. Mã J2 cùng 100. Và tiếp theo là một đôi 2032H. Con này thì là từ 190 cùng 76. Nhưng mà lúc trước em làm loa nghe nhạc ấy, em đã thay hết xăng làm xăng màng dũng JB 4344 ấy. Và em đã làm xăng gân mút này rồi. Nói chung mà bác nào mà chuyên về tín đồ và cái thích nghe mềm, nghe nhạc thì các bác nhìn này. Em ấn không cái màng nó đã rất là mềm rồi các bác nhá. Đấy, em làm lúc mà trước đây em đã nói chung là cũng thuê những thợ người ta làm rất là chuyên nghiệp, người ta làm những cái loa thực sự là nó đẳng cấp luôn. Đấy, đôi này thì em bán 6 triệu 3 một đôi. Thực ra đấy là có tiền màng, mấy tiền gân, mấy tiền công làm nó mất bao tiền rồi đấy. Đấy. Mà thôi làm không dùng đấy nữa, em bán cho anh em. Không nhá. Thì đôi này em bán 6 triệu 3, giá này chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, nói luôn loa thay màng rồi. Còn bác nào về thích nghe nhạc mềm hay thích bass sâu thì con này thì nó quá tuyệt vời rồi các bác nhá. Mã con này là mã J3. Đấy, những cái đồ JB các bác nhìn từ những cầu cái chạm mà nó các bác nhìn phát thấy đây. Không nhá. Đấy. Rồi. Mã J4 ở đây là đôi loa bass 40. Đấy, có tất cả này là 40 hết các bác nhá. Tất cả 40 hết đấy ạ. Không nhá. Đây ạ. Con này là 226H. Đấy, nhưng con này thì màng thì còn zin các bác nhá. Màng còn zin này. Các bác nhìn là màng zin nhưng màng em nói luôn là màng xấu. Và một số cái điểm này nó bị sờn lên nó cũng đã có spa lại rồi. Không nhá. Đấy, nhưng màng thì còn zin. Đấy. Màng thì còn zin. Đấy, các bác nhìn chưa? Màng còn zin. Tình trạng màng zin em sẽ nói là màng zin, không nhá. Còn con nào màng thay em sẽ nói màng thay. Đấy, con này màng thì còn zin, các bác nhá. Gần zin, nhưng mà nói chung là cái chỗ điểm này này nó chung là có sờn lên rồi thì em đã spa lại rồi. Đấy, tình trạng nói nào con nào nói vậy luôn. Đấy, con này thì xịn, tất cả đồ xịn Mỹ thôi các bác nhá. Thì đôi này thì màng nó hơi xấu một chút, em bán là giá 6.8 chứ con này mà màng của nó còn đẹp thì giá nó cao lắm các bác nhá. Những bác nào chuyên chơi JB thì các bác hiểu. Đấy, mà nói chung là em bán còn như thanh nghĩa rồi.
Và tiếp theo là một cặp loa xuất sắc cho anh em luôn. Con này là con loa JBL đấy, 2225H. Con này thì nó siêu hiếm cho anh em luôn. Đây các bạn nhìn này, cái này là cái bọc mà bọc trong nhũ từ này. Cái loa này nó giống y hệt như con loa bát của trên con loa JBL 4344MK2 thôi nhá. Nó giống con này, đời là rất là hiếm này. Các bác mà tìm được những đời này thì nó vô cùng hiếm luôn. Đấy, màng của nó là màng ghi xám đông chuột. Đấy, ghi hơi có cái xám chuột nó hơi ngả vàng xám xám thôi nhá. Dòng màng này nó thế. Thôi nhá. Thì là đôi này zin toàn bộ, màng zin, côn zin, nhận zin, các bác nhá. Em bán 10 triệu cặp này, giá này chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, bác nào ưng thì alo cho bên em. Còn loa Magi 6 ở đây là cũng nó cũng anh em với thằng này. Thằng này với thằng này anh em với nhau. Đấy, nhưng mà nói chung mà em mua được giá tốt, em để cho anh em giá tốt. Màng thay rồi các bác nhá, em nói luôn màng thay rồi này. Tất cả thì màng đều chạy ok chứ không có chuyện gãy lát gì đâu các bác nhá. Đấy, cũng 4 số các bác nhá, toàn 4 số hết. Đấy, cu 100. Cu này giá 6 triệu các bác nhá. Magi 6 6 triệu, giá này chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, màng cũ nhưng mà ok. Còn Magi 7 ở đây là đôi loa Bass 23, loa JBL. Đấy, Made in Luna. Ba modem là 308G4A. Nói chung con này thì anh em gặp nhiều rồi. Đặc trưng của những thằng JB thì bao giờ nó cũng có cái gì nó đặc sắc. Đấy, con này thì làm vừa làm loa nghe nhạc được, có thể hát được luôn. Đấy, nói chung mà con này hát ngon lành luôn. Thôi nhá. Thì zin toàn bộ cho anh em luôn. Zin toàn tập thôi nhá. Đấy, em bán là 1,2 triệu, chưa có tiền ship đâu nhá. Đấy, tất cả zin đẹp. Và đây là tất cả những dòng này là bát 40 hết các bác nhá. Bát 40 hết. Đấy, bát 40 hết cho các bác luôn. Có mỗi con này là 3 số thôi, còn toàn bộ là 4 số các bác nhá. Đấy, toàn bát 4 số thôi. Thì những bác nào mà về làm súp cũng được, vừa làm full cũng được. Thì đây là cơ hội cực kỳ hợp lý cho các bác mua về làm dựng loa lên rồi là gọi là làm đi làm show rồi là làm sự kiện các bác nhá. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho bên em. Đấy, bên em chỉ còn từng đây thôi các bác nhá.